Chờ con biết bản này không nè. À. Những đêm mà về anh đèn rồi mờ dương trong mắt em. Biết bài không? Vấn đề là con không biết nên con phải về đội cái chú Thành để chú Thành chỉ con đờn bài đó. Đúng vậy. Chỉ được mới nói à con. Con ơi, chú vậy không chỉ con đờn được nhưng chú biết giai điệu của bài đó. Chú ca, con sẽ nghe được giai điệu và con sẽ đờn được thêm một bài mới. Chứ về bên cái đội kia không biết bài gì mà đàn. Con ơi, chú Đức là một chuyên gia ẩm thực âm nhạc. Ở gì? Chuyên gia thưởng thức âm nhạc. Đâu á, chú Đức có một cái khả năng cảm âm, thấm âm, chiết khấu âm vô cùng đặc biệt. Hát câu nghe Đức. Con có hiểu chú đầu quán đang nói gì không? Con ơi, nãy giờ tất cả mọi người đều nói cô tặng con cái kẹp nè. Rồi nó kẹp ở đâu? Đây. Dễ thương chưa? Cô ơi, cô ca. Cô. Dạ. Cô muốn thằng nhỏ về đội bên kia không? Đó. Tại sao kiếm chuyện với con trai tôi? Kiếm chuyện đó con, em không nên về đội đó. Đem vật chất ra để lôi bé về mà. Đưa cái kẹp đây. Mình dư phát trong mặt thằng nhỏ. Đây nè. Cái kẹp đây. Ừ. Đây là cái kẹp dùng để kẹp lông mi. Thấy vui không? Thấy vui không? Ừ. Về đội này có duyên nè, có chuyện làm là vui nè. Đó. Con về đội bên kia, hai cô chú sẽ làm hư cái khả năng đúng cảm rồi nhận âm nhạc của con. Về đây, chú sẽ bảo tồn cái khả năng âm nhạc của con và phát huy nó ngày càng mạnh mẽ hơn. Con ơi hãy về đây đi nè, đang đợi à. Về đây đi con. Thôi hãy đi con. Rồi, bây giờ con lựa chọn nè. Con thích ai? Về đội của ai? Trời ơi. Gì vậy? Cuộc sống mà. Cuộc sống không lương trước điều gì. Thằng bé có thể đến già đi. Đời ai biết trước ngày mai ai sẽ ra sao. Ngồi đó ngồi đây mà thằng nhỏ vẫn đến bên tôi. Bây giờ con phải về đội của chú Thành với cô Harry Won. Tại vì chú Thành hiểu về khủng long đúng không? Khủng long thì con biết cũng nhiều rồi. Đúng rồi. Về đây chú Đức với chú Ngô Kiến Huy sẽ đi nhà chỉ sách với con về những loại dế. Cái gì vậy? Bắt chú đầu rất nó rành đi những loại dế và những món ăn từ dế. Con ăn dế hả con? Tại con chưa được thử. Về đây là chú cho con ăn món dế nhồi đậu phộng. Châu Phi có một món gọi là sô-cô-la dế. Ngon lắm. Người ta sẽ làm con dế nó khô để vô trong cái hộp và người ta đổ sô-cô-la vô ăn chung với con dế. Bên Việt Nam mình thì có món dế cơm nhồi đậu phộng. Sao? Con có thích tìm hiểu về các loại xe không? Không có thích không tìm hiểu các loại xe. Không. Quan tâm. Con thích đàn bánh với con khủng long bà. Con thích các loại khủng long hả? Đây khủng long, đây là trùm. Yeah. Trùm là Trấn Thành. I know the T-Rex, I know the Mosasaurus, I know the Megalodon, I know everything. Con chọn ai? Dế hay khủng long? Với số lượng son phấn trên mặt, chú thiết nghĩ là con cũng đã thuộc về đội của chú rồi đúng không con gái? Con ơi, chú với chú Trấn Thành đã hy sinh bản thân mình chỉ để con về đội của cho hai chú thôi đó. Tại đâu, tại vì chú Trấn Thành đoán sai rồi, không đó hiểu gì về con hết. Bây giờ con bé nó chỉ làm một động tác nhẹ là tôi hiểu tình cảm nó dành cho tôi rồi. Về coi gương đi. À, đêm nay ai cũng cho em là xinh nhất nơi đây. Trong đêm khiêu vũ em như bừng sao sáng xa khơi à sáng ngờ. Anh còn đẹp á. Đẹp vẻ anh như là thần long giáo chủ thiên địa hội. Trời ơi trời. Trời đất ơi. Đẹp mà đúng không con? Đẹp đúng không? Thần long giáo chủ thiên địa hội nè. Con thấy đó. Chú Huy với lại cô Muka cũng đã nhiệt tình make up
Không, con thấy có đẹp không? Con hỏi, chú hỏi con nè. Con về chơi đội chú á, là cô Harry Won sẽ chỉ con make up kiểu Hàn Quốc. Đó. Con biết make up kiểu Hàn Quốc chưa? Chưa biết con make up. Con biết rồi. Bây giờ chú Thành kêu chú Đức nhảy dân ca Campuchia con nghe. Dân ca mà. Trời ơi trời. Chú Đức sao? 2, 3. Aloy aloy ca thông, aloy aloy ca thông, aloy ca thông chưa léo. A con a coi aloy ca thôi, aloy aloy ca thông, aloy aloy ca thông, aloy ca thông, aloy sức chạy. Ai đừng xin cha cha, xí xê ca hoa đi ca ca. Ai bỏ yên lần đi 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 lê đi khăn vấn ta ta hoa. Chỉ thông đi xí lạc cha cha, thơ mà lê xô đi ra ra. Thơ anh quay thân đi quay đi thơ thành con America. Đi đây dập Hàn Quốc liền. Cô phải về với đội của chú Thành. Chú Thành sẽ dạy con nhiều bài dân ca Nam Bộ khác. Con mà về đây là chú lại cô Harry tặng con một bài hát mà mới sáng tác tức thì luôn. Bài dân ca Tiếng Nói Của Gió. Dạ, yeah, đi xa quá. Sáng tác ngay bây giờ luôn. Gió bay quá. Gió bay quá. Ừ, bay bù luôn. Gái ơi. Quẹo đây, quẹo đây, quẹo qua đây, quẹo lời dân ca của gió này. Con về đổi bên nào? Rẽ phải em ơi, rẽ phải em ơi. Lại ra, lại ra, qua luôn chị Mai ơi. Rẽ phải đây, chị Mai ơi, quẹo phải, chị Mai, chị Mai, quẹo đây, quẹo đây, quẹo đây. Về với gia đình. Ủa anh Đức, anh là động tác cho A Xịt. Một vài động tác ba lê xem nào. Anh đây. Đức 2, 3. Cái chết của con mẹ, Thiên nghe. Mẹ bé cái động tác mình quắc chân. Bác thở săn nè, bác thở săn nè. Bác thở săn nè. Bắn cung. Chặt chân rồi, chặt chân rồi. Chưa, còn lây nắc. Chứ là chim, lập chim, mắt chè rồi. Chim dập bẻ. Nói về nhảy múa thì chú không có khả năng. Nhưng mà đội của chú rất là thú vị đúng không con? Giống như là hai, như là hai con chim trong mùa cúm gia cầm. Con hãy về với đội của hai chú. Đội của hai chú có những cái nét diễn nhảy phá cách kiểu. Nhảy phá cách con học bài bản quen rồi, con phải có những cái phá cách mà sáng tạo. 2, 3. Eo sợ chưa? 2, 3. Nhìn gớm quá. Như hai con chim. Như hai con. Như hai con chim dị tật. Con à, những người múa đẹp, những người múa giỏi họ cũng có thể làm được những động tác như vậy. Chúng ta không việc gì phải học những động tác ấy con nhỉ. Đúng con không? Ơi, hãy sáng tạo lên. Nói chung là đúng về rồi. Cái phần này thì chú với lại chú Huy không có dám nói là mình có lợi thế. Chính xác. Nhưng mà nếu mà về với đội của hai chú thì hai chú sẽ rất là vui. Này, hai chú cũng làm những cái người nhảy b-boy nữa con à. Hip hop. Quay đầu xuống, cắm đầu. Ke đầu. Còn quay kết nữa, cắm xong rồi nghỉ quay kết. Đúng rồi. Tôi lo cho bạn đâu. Không được đâu, đừng có éo luôn à. Cái gì cũng kêu tôi thử hết vậy. Nhưng Kobuka làm vài động tác múa cho cháu nó coi, mình biết múa để nói cháu nó nói mình nói xạo. Hồi nãy là chú Trấn Thành đã múa đẹp rồi đúng múa không? Múa chân rồi. Bây giờ nè. Múa tay. Đó, con thấy không? Wow. Đúng chưa? Đấy, đấy. Còn á. Cái này là múa đẹp thôi nè. Vô luôn. Nghe luôn. Múa bài cũng được luôn con. Sơ hở con ơi, lùa múa cái này nó hốt vậy con. Hai cái thứ sợ cho con, tại có hai con, có hai con kênh kênh chuẩn bị múa đẹp cũng được. Hai con người ta là hai con kênh kênh, không có con nhiều con kênh kênh. Con kênh kênh là con này hả? Con kênh kênh.
Ừ, hai con diều hâu. Hai con gọi là diều hâu. Diều heo. Diều heo. Diều heo. Heo. Thấy không? Đội đội của chú sáng tạo. Hai con gì cũng được hết con. Nhưng mà hai con này hai con đẹp, đẹp. Cũng được. Đúng. Đọc cũng được. Còn không, hai con da cầm thật nguyên bên kia. Hai ba. Tè tè tè. Bà con hãy chọn một trung tâm có thể sửa được, bảo hành được, phát triển, phát huy con được. Và xin trân trọng giới thiệu với con trung tâm ca nhạc nhẹ Đức Huy. Lúc nào lúc đó nào, chỉ là một trung tâm ở một vùng ngoại ô hẻo lánh và ít học viên. Chú mời con đến học viện âm nhạc. Bên đây Thành Bu. Hả? Thành Bu Academy hả? Học viện Thành Bu Academy. Bu đông như một cái thành. Học viên mà nó bu đông như một cái thành thì nghĩ coi nè. Dùng sao dùng từ bu anh? Nó mê mình nó bu như kiến vậy đó. Kiến bu như kiến. Mà bây giờ bu đông như thành. Mọi người bu 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 cái học viện này như một cái thành con à. Hãy về đây đi. Con sẽ tỏa sáng trở thành một ngôi sao. Nhưng mà chú Thành phải hỏi con một tí nữa là con học hát ở đâu, có ai dạy con không, tại sao con lại mê ca nhạc nè? Mẹ con dạy cho con nên con mê ca hát. Mẹ con có phải là ca sĩ không? Dạ, mẹ con là cô giáo âm nhạc. Ồ oh. Thảo nào. Thảo nào. Mà sao con nói chuyện nhẹ nhàng, gái Huế không? Nhẹ nhàng, nền nã, lịch sự, lễ phép, bận bộ đồ đẹp, fashion, tôi chịu luôn. Giống cô Harry Won, dễ sợ. Giống cô Harry Won lắm. Con có thích cô Harry Won không? Cô Harry Won là cô nào con không biết. Lần thứ N trong chương trình. Rồi. Mai mốt quá là mình phải tự giới thiệu luôn. Dù Harry Won là vợ của cô đã từng mặc cái áo này. Mình giới thiệu luôn chứ mình đừng có hỏi nha. Gỡ mặt em. Rồi. Đừng hỏi nữa nha. Cứng cái mặt mà. Ừ. Bây giờ Phương Linh, con muốn về đội của ban bình luận nào nè? Cái là chim sẻ con. Đây nè. Đó, nghe biết đại bàng mà dương cánh rồi thấy không? Đây, đây con, đây. Con này là con nào? Hôm 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 trên rừng xanh. Hôm 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 trong là em đó. Đó. Đấy. Bè. Chưa nói giống, chưa kêu tôi nghĩ là ông kiều á. Bây giờ con về đội ai này? Em cảm thấy nhìn mình như đang giống như một cái thế giới động vật vậy. Không phải con lét đâu. Trời ơi. Cái sở thú ơi, dừng lại cho cháu nó chọn. Chọn đi con. Rồi, bây giờ con muốn về đội của ai nè? Con chạy về đây nhanh, con không chạy về cô Sam chạy về đây mất. Trời ơi. Dạ. Nhưng lên nào, nhưng lên. Thả thính bất chấp. Dạ cô, con gì cũng có hết trơn. Con mèo cũng có, con chó cũng có nữa. Bây giờ thêm con chim nữa là tuyệt vời đó. Dạ chú cũng có con mèo, con chó, có thêm con vợ đó con. Rồi, con cứ đi tới đội của cô chú nào mà con thích nha. Giang đôi tay đón bé về với đại gia đình. Cô Sam đẩy hoài. Thôi, cô Sam đẩy. Cô Sam đẩy hoài, cô Sam buông tay ra. Để cháu nó tự chọn. Về bên này đi, không về giặt đấy. Mình nghỉ chơi bạn ra luôn. Mình nghỉ chơi Phương Linh ra luôn. Linh ơi, không về với đội mình nha. Nghèo rốt thế, vừa chưa về là bảo nghỉ chơi rồi. Đây. Với đội mình nha. Đó là con thấy là cô và chú Trấn Thành cũng là vợ chồng và cũng rất là yêu nhau. Vậy tại sao cô lại không về ở đội chú Trấn Thành mà cô lại ở với chú Ngô Kiến Huy? À, tại vì chú Ngô Kiến Huy đẹp trai hơn. Bây giờ chú hỏi ngược lại con là con đánh giá như thế nào về câu trả lời vừa rồi? Đấy. Con đánh giá là con thấy bình thường. Cô Harry Won, cô ấy chọn chú Ngô Kiến Huy cũng chả sao cả. Dù sao thì cô chú ở với nhau cả đời. Đúng. Còn cô Harry Won với chú Ngô Kiến Huy thì chỉ ở mấy chốc.